Xin chào mọi người, hôm nay shop mình quay clip giới thiệu với mọi người về cái sản phẩm kem body Hoàng Cung này nhé. Cái body Hoàng Cung này, một bộ của nó thì gồm có một hộp ban ngày và một hộp ban đêm này. Bên trong là mỗi lọ có 210ml nha, 210ml. Các bạn nhớ là cái màu hồng này thì xài ban ngày, còn màu xanh là xài ban đêm nhé. Nhiều bạn là hay quên. Tác dụng của kem body Hoàng Cung là nó có tác dụng chống nắng rất là cao. Đặc biệt cái điểm ưu điểm tuyệt vời của nó là sẽ giúp cho các chị em là trắng mịn này, trắng mịn ngay lần xài đầu tiên để các chị em có thể diện váy này, đi dã ngoại, đi picnic, đi tắm biển rất là thoải mái trong cái dịp mùa hè nắng nóng này nhé, mà không hề làm cho các chị em bị bắt nắng, rất là trắng đẹp mà không hề bắt nắng nhé. Đặc biệt là cái kem đêm của nó thì có tác dụng là dưỡng ẩm, dưỡng trắng và giúp cho body của chị em thì luôn mềm mại và trắng sáng này, không bị khô ráp, không bị sần sùi, không bị không đều màu nhé. Chị em nào mà da bị cháy nắng, sạm đen, khô ráp hay là những chị em mà hay thích diện váy, diện quần đùi hay đi du lịch tắm biển ấy, thì các chị em ring ngay bộ đôi này về cho em đảm bảo là các chị em sẽ mê luôn. Chị nào mà xài body Hoàng Cung rồi thì em nói thật không, các chị không muốn xài một dòng body nào khác nữa đâu ạ. Kem body Hoàng Cung thì được bào chế hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên, nên là các chị em cứ yên tâm về cái độ an toàn của nó. Nó không hề có lột tẩy, không hề lột tẩy trắng gì hết. Dưỡng trắng từ từ cho các chị em, không hề lột tẩy gì hết, cũng không hề dị ứng, mẩn ngứa gì hết đâu nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các chị sử dụng cái sản phẩm body này và em sẽ test thử lên tay của em cho các chị thấy nhé. Tay của em thì ngăm ngăm thôi, không được trắng, không được xinh như 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 mọi người đâu. Các chị em đừng có để ý tay của em nhé. Các chị sẽ để ý cái chất kem của bên nhà em và cái hiệu quả khi mà em sẽ test lên tay như thế nào nhé. Giờ em sẽ mở hai cái lọ này ra cho mọi người xem này. Đây là kem ban ngày, còn đây là kem ban đêm. Đấy, kem ban ngày là màu hồng đây này. Cái body này thơm lắm quý vị ạ, mùi thơm như mùi nước hoa đấy, mùi thơm rất là sang chảnh, rất là dễ chịu nhé. Bây giờ em sẽ chấm lên tay của em test thử cho các chị thấy. Đó, các chị sẽ nhấn vào cái vòi này, xịt một lượng vừa đủ thôi. Đấy, không cần nhiều lắm, chỉ cần vừa đủ lên tay và các chị sẽ chấm đều, tản đều ra và thoa đều, massage đều lên một tí sau là nó sẽ thấm mịn vào da của các chị. Nó sẽ thấm mịn và làm cho da của các chị trắng mềm mà không hề lộ vân kem, không hề khô ráp gì đâu nhé. Kem body thì Hoàng Cung này thì ở dạng lỏng sệt nên là rất dễ sử dụng. Các chị em dùng khi mà đi đâu các chị em bôi rất là nhanh, nó không bị bết dính. Đấy, chúng ta đi đâu mà thoa vào tay và chân mà nó bết dính, nó khó sử dụng thì sẽ rất là mất thời gian của các chị em đúng không? Đây các chị thoa rất là nhanh, rất là dễ. Các chị là nhớ là cái kem ngày đây là màu hồng nhé, còn cái màu xanh đây là các chị để dưỡng ban đêm. Kem body Hoàng Cung thì hồi giờ đã được các chị em ưa chuộng nhiều năm nay rồi. Cái ưu điểm của nó là trắng này, chống nắng này, và đồng thời là nó pick make up rất là đẹp, không hề bết dính, không hề lộ vân kem này, và mùi hương thì rất là thơm, thơm dễ chịu và thơm rất là sang chảnh. Và yên tâm là không hề bị ngứa, bị dị ứng gì hết đâu nhé. Đây nha, đây kết quả mọi người thấy này. Mọi người nhìn thấy chưa? Hai bàn tay của em nó khác nhau hoàn toàn nhé. Bên này là bôi kem rồi, còn bên kia là chưa bôi kem. Đấy, rất là trắng mịn, không hề lộ vân kem nhé. Trắng bật tông hẳn so với cái bàn tay mà em chưa bôi kem ngay, các chị thấy không? Đấy, khi mà các chị diện váy hay là diện quần đùi mà đi đám cưới, đi đâu chơi, nó là xài body này vào là đẹp mê ly luôn. Đẹp mê ly miễn chê luôn các chị nhé. Các chị em nào mà không rinh cái bộ này về xài trong cái dịp hè này thì quả thật là rất là tiếc ạ. Các chị em có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ số điện thoại em để ở trên clip đấy nhé. Chào tạm biệt tất cả các chị em nhé.